Công chúa thiên giới. Vào tiệc sinh thần của Thiên hậu, Tê Ngô Tiên quân vốn là vị hôn phu của ta đã mang theo một nữ tử phàm trần trở về. Hắn nói rằng, nàng ta mới là tiểu công chúa thật sự của thiên giới. Chúng tiên đều vô cùng khiếp sợ. Nữ tử phàm trần không những không có thần cách, mà còn yếu ớt mong manh. Thiên hậu lập tức tách đôi thần cách của ta để bổ khuyết cho nàng ta, rồi lại vô cùng tham lam nói rằng, bà ta muốn có cả hai người nữ nhi này ta thu dọn đồ đạc suốt đêm rồi sau đó nhảy xuống chu tiên đài, xin lỗi, ta chỉ muốn làm nữ tử phàm trần. Hôm nay là sinh thần của thiên hậu, người ở thiên giới đều tề tựu đông đủ, chỉ có duy nhất chiến thần tê ngô tiên quân mãi vẫn chưa có mặt. Phía dưới đài, chúng tiên thì thầm to nhỏ đoán xem tê ngô tiên quân hôm nay có tới không. Tuy nói rằng hôm nay là sinh thần của thiên hậu, nhưng bà ta cũng muốn nhân dịp này để định ra hôn ước cho ta và tê ngô tiên quân. Từ nhỏ, khó khăn lắm ta mới có thể hóa hình được, sau đó lại luôn lẽo đẽo theo sau lưng hắn, ngót nghét cũng đã được 3.000 năm rồi. Từ một đứa nhóc chưa rứt sữa, mang theo đuôi rồng nhỏ đi theo hắn, thì nay ta đã trở thành một tiểu cô nương yêu kiều. Trong trí nhớ của ta, ngoại trừ thiên đế và thiên hậu thì hắn chính là người mà ta gặp nhiều nhất. Ta còn chưa thấy ai đẹp bằng hắn, cũng chẳng có ai hợp mắt ta bằng hắn. Trước sinh thần một ngày, thiên hậu đã hỏi ta có muốn thành thân không? Ta nghĩ, nếu ngàn vạn năm sau này ngày ngày đều chỉ có thể nhìn một khuôn mặt thì chi bằng chọn khuôn mặt đẹp nhất đi vì vậy mà ta e thẹn chọn tê ngô hiện tại nhân vật chính lẫn khán giả đều đã đến đông đủ chỉ thiếu duy nhất một người tê ngô tê ngô tiên quân tới một tiếng hô dài vang lên chúng tiên đều hớn hở nhìn người tới chỉ là dường như tê ngô tiên quân có gì đó không đúng cho lắm bởi vì hắn còn mang theo một tiên nữ cùng dự tiệc a à, cũng không phải là nữ tử Phàm Trần. Chúng tiên náo động. Tê Ngô tiên quân, sao ngươi lại dám mang theo nữ tử Phàm Trần lên thiên giới? Lại còn vào đúng sinh thần của thiên hậu, một vị tiên quân tính tình ngay thẳng, coi trọng quy củ thiên giới lên tiếng. Ta cũng muốn biết lý do vì sao. Phàm nhân lên trời là chuyện vô cùng hiếm gặp. Nếu mỗi người đều có thể dễ dàng lên thiên giới như thế, thì làm gì còn chuyện lịch kiếp phi thăng nữa? Thiên hậu bắt đầu không vui, khóe miệng hạ xuống. Bà ta trực tiếp chất vấn Tê Ngô. Tê Ngô, ngươi có ý gì? Bẩm thiên hậu nương nương, thương khê không phải là phàm nhân. Hắn dịu dàng nhìn về phía nữ tử vẫn đang còn khiếp sợ kia, nàng ấy là công chúa của thiên giới. Phụt, cũng không biết vị tiên nào đang sạc rượu. Chúng tiên không thể tin nổi, tất cả đều nhìn về phía thiên hậu, ta cũng sửng sốt. Chẳng lẽ ta không phải là công chúa duy nhất? Ta còn có một tỷ muội ruột nào khác nữa à? Nhưng ta nghe nói, thiên hậu vạn năm mới mang thai được một quả trứng duy nhất là ta, vậy lấy đâu ra quả thứ hai? Chẳng lẽ là con riêng của thiên đế? Thiên hậu hoài nghi, cũng đã nghĩ đến trường hợp này, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Thiên giới này chỉ có duy nhất một công chúa là Mộc Uẩn, lấy đâu ra công chúa thứ hai? Tê Ngô nắm chặt tay nữ tử kia, thiên hậu nương nương. Ý của ta là, thương khê mới là công chúa của thiên giới, còn Mộc Uẩn công chúa. Lai lịch không rõ ràng. Hỗ sược, ta lẽ nào lại không nhận ra con gái của mình hay sao? Thiên hậu bị lời nói hư nói vượng của tên ngô làm tức giận. Đúng vậy, chỉ có ngũ trảo kim long, rồng vàng năm móng mới có thể sinh ra rồng. Trong tam giới chỉ có duy nhất hai con kim long thì đã thành đôi, mất hơn vạn năm mới có thể sinh ra ta. Đuôi rồng của ta trước kia không thu hồi được, đi tới đi lui khắp thiên giới này, có ai mà không biết bản thể của ta. Lúc ta phá trứng, trời dáng điểm lành, kỳ chân dị thú bay khắp trời thiên đế vui mừng tạ ơn vì hơn vạn năm cuối cùng ông cũng đã có cửu trảo kim long rồng vàng chín móng cả hai đều là ngũ trảo kim long thế mà lại sinh ra cửu trảo kim long đây là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng thế mà hiện tại Tên ngô lại nói rằng cửu trảo kim long ta đây là giả còn nữ tử kia mới là thật tê ngô ôm quyền nương nương bớt giận bản thể của mộc ẩn công chúa là cửu trảo kim long mà ngài cùng thiên đế hắn đang nói tới việc cả hai người đều là ngũ trảo kim long thì làm thế nào mà có thể sinh ra cửu trảo kim long? Tuy rằng thương khê là phàm nhân, nhưng mà ta lại phát hiện thức hải của nàng lại là ngũ trảo kim long. Ống tay tê ngô vung lên, linh hồn thương khê xuất hiện, ánh kim quang của ngũ trảo kim long nằm trong thức hải nàng ta. Lúc này bị nhiều người vây xem như vậy, thức hải nàng ta còn phát ra vài sợi long khí. Uy thế quen thuộc kia, liếc mắt một chút đều nhìn ra, long khí đó đến từ thiên đế, cũng cùng căn nguyên với thiên đế sắc mặt thiên hậu thay đổi. Bà ta không thể tin được nhìn thương khê, ngoại trừ long khí thuần hậu kia, thì đóa hoa mai giữa mày nàng ta giống thiên hậu như đúc. Đây là, bà ta do dự trong chốc lát, rồi trong nháy mắt, dùng pháp lực cẩn thận đưa linh hồn thương khê về thể xác. Khi thiên hậu nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Thông báo cho thiên đế nhanh chóng trở về. Thiên đế đi lấy tiên lộ cho bà ta chỗ như lai vẫn chưa trở về. Nương nương, tê ngô quỳ xuống, ta và Thương Khê đã có duyên phận phu thê, sau khi Thương Khê thành tiên, ta sẽ cưới nàng làm vợ. Xét đánh ngang tai, một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn, như thể chuyện công chúa thật giả cũng chẳng hề ảnh hưởng đến ta. Thời khắc Tê Ngô rút linh hồn của Thương Khê, ta đã nhận ra đó là thê tử của Tê Ngô khi lịch kiếp. Mới thành hôn được một tháng, thì do nàng ta một thân bệnh tật, ho ra máu mà chết. Ta đứng ở Đài Luân Hồi lén xem hôn lễ kia, vô cùng xa hoa, thập lý hồng trang, cả thành ồn ào náo nhiệt. Lúc đó ta ghen không, ta hồi tưởng lại, chắc là có một ít, giống như người bạn bên cạnh ta ba ngàn năm, nay lại bị người khác cướp đi vậy. Nhưng vì thê tử của hắn có một thân thể bệnh tật, nên hai người cũng chưa tiến hành lễ chu công. Chỉ là không nghĩ tới, thê tử phàm nhân của hắn mới là nữ nhi của thiên hậu. Vậy ta là ai? Tê Ngô, ta vốn không muốn mở miệng, chỉ là trong chớp mắt, ta từ người được vô số chúng tiên hâm mộ, nay đã trở thành một kẻ đáng thương. Ta cũng chỉ muốn tranh thủ cho mình thêm một chút mặt mũi. Hôm nay vốn là ngày mẫu hậu tứ hôn cho chúng ta, ắt hẳn ngươi cũng đã biết. Vậy thì tại sao lại chọn ngày hôm nay? Chỉ cần trước đó, hắn nói cho ta chuyện này, ta cũng không hối hận khi đem nghịch lân của mình cho hắn làm hộ tâm giáp. Có lẽ ta còn có thể hào phóng mà chúc mừng cho bọn họ. Nếu không phải có khối hộ tâm giáp, hắn đã mất mạng sau trận chiến kia rồi, chứ đừng nói đến việc thuận lợi lịch kiếp nhận 9981 đạo thiên lồi. Nếu không phải ta nhờ ti mệnh lén tặng cho hắn, thì hắn đã mất mạng, làm gì còn cơ hội mà đứng đây để nối lại tiền duyên. Mộc ẩn công chúa, ta không muốn, ta cũng không có tình cảm với ngươi. Tê Ngô nói lời này xong, đến một ánh mắt cũng không buồn bố thí cho ta. Mộc ẩn, dù thế nào con cũng là nữ nhi của ta, nhưng mà thương khê. Nàng ấy cũng là nữ nhi thân sinh của ta, ta có lỗi với nàng ấy lâu như vậy thiên hậu truyền âm cho ta coi như an ủi, cũng như muốn khuyên ta không nên hồ nháo. Ta yên tĩnh lùi xuống, nói nhiều cũng không được gì. Ta đang nghĩ cách để lấy nghịch lân về. Mất đi khối nghịch lân kia, giống như lộ ra huyệt mệnh trước mặt người khác. Thiên hậu thấy ta ngoan ngoãn thì hết sức vui mừng, ôn hòa tuyên bố, hôm nay là sinh thần ta, cũng là ngày lành để đón nữ nhi thân sinh về. Nàng đã cùng tê ngô kết thành phu thê, ta hứa rằng sau khi thương khê thành tiên, thì đó cũng là ngày Tê Ngô cưới trưởng công chúa thiên giới. Bà ta lại nói thêm, từ nay Mộc Uẩn sẽ là nhị công chúa của thiên giới. Vâng, chúng tiên dập đầu. Thương Khê chưa hề nói câu gì, cũng đã lấy lại được tất cả. Nàng ta dịu dàng nhìn thiên hậu, nước mắt rưng rưng, như muốn bộc lộ hết vô vàn ủy khuất của mình. Tê Ngô vui vẻ nắm tay nàng ta trấn an. Ta lại giống như người ngoài cuộc đang ngắm nhìn bọn họ, vô cùng rừng rưng. Phàm nhân thành tiên, Nói dễ hơn làm, nếu là đơn giản như vậy thì Thủy Hoàng cũng không cần mất nhiều công sức như thế chỉ để luyện đan cầu trường sinh. Thủy Hoàng ngã tần Thủy Hoàng. Nương nương, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tê Ngô tiến lên, lần đầu tiên hắn nhìn về phía ta, lại mang theo một tia ái náy. Mộc ẩn công chúa sinh ra đã là cửu trào kim long, vừa sinh đã mang thần cách. Mà thần cách có thể nuôi dưỡng phàm nhân, nếu mộc ẩn công chúa có thể bỏ ra một nửa thần cách cho thương khê, thì thương khê. Vớ vẩn cầm nghịch lân của ta giờ còn muốn cả thần cách của ta vừa sinh ra ta đã là thần là lỗi của ta cấp bậc của thần cao hơn tiên rất nhiều thiên giới to như vậy nhưng số lượng thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay tê ngô cũng là thần ngoài ra còn có thiên đế thiên hậu thiên đế thiên hậu trưởng quản tam giới hiển nhiên sẽ không tách thần cách đi một khi tách ra sẽ mất đi lực trưởng quản thiên hạ sẽ đại loạn mà ta cùng thương khê đều có căn nguyên là rồng tên ngô vậy mà lại đánh chủ ý lên ta ta và ti mệnh đều nghe không nổi nữa mộc uẩn ngươi có nguyện ý thiên hậu chưa nghe hết câu của hắn thì đã động tâm muội muội ta biết ngươi cao quý chỉ là lưu lạc ở dưới hạ giới cũng không phải là ý của ta nếu ngươi chia cho ta một nửa thần cách nếu ngươi ái mộ tên ngô vậy ta nguyện nhường phu quân cho ngươi để phu quân cưới ngươi thương khê không được nói bệnh ta không muốn hai tiếng phu quân cũng đã gọi rồi mà còn muốn làm ta xấu mặt nữa hả ta nhìn hai người phía dưới lôi lôi kéo kéo ta còn mắng chính mình bị mỡ heo che mắt đây này thế mà lại đi sau mông tê ngô tới ba ngàn năm ta không muốn ta không kiên nhẫn buột miệng nói ra sắc mặt thiên hậu tối sầm lại một chút không vui trong nháy mắt cũng biến mất tê ngô đen mặt không biết là do bị hôn thê của mình khuyên cưới nữ nhân khác mà tức giận hay là kinh ngạc khi một kẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời như ta lại từ chối hắn Mộc Uẩn, Thương Khê là phàm nhân, nếu không có tiên lực thì sẽ chẳng ở lại thiên giới lâu được. Nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Chẳng lẽ ta phải cưới ngươi, ngươi mới đồng ý? Tê Ngô thúc thúc suy nghĩ nhiều rồi, ta vừa nói đã khiến ngụm rượu ti mệnh vừa uống đã sặc ra, nghẹn tới đỏ bừng. Ta đi sau mông hắn ba ngàn năm, ta mở miệng đóng miệng đều là Tê Ngô, hắn lại nghiêm túc bắt ta gọi hắn là Tê Ngô thúc thúc, bởi vì ta kém hắn tới mấy vạn năm tuổi. Lúc đấy ta nghĩ, một thượng thần xinh đẹp như thế mà lại bị gọi là Thúc Thúc thì già biết bao, ta mới bướng bỉnh gọi tên thật của hắn. Hiện tại ta lại gọi hắn là Thúc Thúc, hắn muốn cười cũng không cười nổi. Thúc Thúc thật biết nói đùa, ta cũng không muốn gả cho ngươi. Một là do tuổi tác ngươi quá lớn, không thích hợp lắm. Thứ hai, ngươi đã là hôn phu của Tỷ Tỷ, Mộc Ẩn cũng không thể không biết đạo lý đi cưới phu quân của người khác được. Ý của ta chính là chê hắn quá già, ta gặm không nổi hắn và Thương Khê đã có tình cảm phu thê, còn ta thì không. Thương Khê nhìn ta không nói nên lời, khó khăn lắm mới nặn ra được hai hàng nước mắt trên mặt, trông hết sức buồn cười. Hôm nay là ngày mẫu hậu muốn tứ hôn cho chúng ta, nhưng ta cũng chưa có cơ hội nói cho mẫu hậu nghe chuyện này. Nhân cơ hội này ta cũng muốn nói cho rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp tê ngô thúc thúc của ngươi đâu. Tê ngô hít sâu một hơi, nhẫn nại hỏi, thần cách kia thần cách quả thật cũng không khó, tỷ tỷ không có tiên lực để ở lại thiên giới, vậy thì sao thúc thúc không cùng tỷ tỷ xuống hạ giới sống vui vẻ bên nhau? Nói đi nói lại cũng là do hắn ích kỷ không muốn từ bỏ tất cả ở thiên giới mà thôi. Lời ta nói vừa ngây thơ lại vô tri, nhưng cố tình lại rất có lý. Mộc Uẩn, chẳng nhẽ ngươi không muốn cho Thương Khê thần cách? Tê Ngô tìm cách tránh né đề tài. Ta lắc đầu thở dài, không phải là Mộc Uẩn không muốn, mà là Mà là cái gì? thiên hậu vội vàng hỏi. Tâm ta trở nên lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn ta được sủng ái là thật, nhưng cũng không thể thắng nổi huyết mạch thâm tình. Bà ta thậm chí còn không cần nghiệm chứng, chỉ dựa vào ngũ trào kim long ở trong thức hải, đã xác nhận thương khê là nữ nhi của bà ta. Ta cũng đã từng hoài nghi mình không phải là con gái của thiên đế và thiên hậu, bởi vì ti mệnh trong lúc say đã nói một câu bông đùa. Đúng là lạ thật, hai ngũ trào kim long thế quái nào lại sinh ra thượng cổ cửu trào kim long chưa đợi ta chứng thực thì đã để ta thấy công chúa thực sự của thiên giới. Nếu như ta sai vì không phải là con gái thiên hậu, tại sao không hỏi ta có muốn làm công chúa thiên giới hay không? Trẻ con vô tội tới nhường nào? Ta là cửu trảo kim long, trời sinh đã là thượng thần. Cho dù tách đôi thần cách chỉ sợ cũng sẽ vô cùng bá đạo, cần phải có huyễn minh thảo phụ trợ mới có thể giúp tỷ tỷ phi thăng. Huyễn minh thảo sinh trưởng nơi tận cùng thiên địa, bắt buộc phải áp chế thần lực, chỉ có thể biến thành người thường, sau đó vượt qua núi đao biển lửa, bước qua hầm băng vạn năm mới có thể hái được. Hơn nữa, thần thú bảo hộ huyễn minh thảo cũng không phải ăn chay. Chỉ cần thân thể ngươi còn có thể tra tấn được, nó chắc chắn sẽ tra tấn ngươi đến chết, càng chưa nói đến việc ngươi còn không có thần lực. Sắc mặt của tê ngô và thiên hậu thay đổi. Thương khê không hiểu chuyện gì, nhìn nam nhân trước mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Thúc thúc yêu tỉ tỉ như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng lấy được huyễn minh thảo. Như vậy thì chất nữ chờ ngày thúc thúc đại thắng trở về. Lúc đấy ta sẽ dâng nửa thần cách của mình cho tỷ tỷ. Ta nói rất chân thành, Thiên hậu cũng cực kỳ cảm động, còn có thêm chút áy náy nhìn ta. Đi đi, cả thiên địa này chỉ có duy nhất một cây Huyễn Minh thảo, nhưng đã bị ta hái đi rồi. Ban đầu ta còn lo lắng lúc Tê Ngô Lịch Kiếp trở về, có thể sẽ bị thương, nên mới chuẩn bị cho hắn. Khi ta đi hái Huyễn Minh thảo, vậy cũng bị mất đi một tầng nhưng may mắn là thần thú bảo hộ kia vô cùng ngoan ngoãn. Lúc thấy bản thể của ta, nó liền muốn đến gần ta hơn. Nghĩ cũng thấy lạ, chẳng lẽ đây là sự áp chế của huyết mạch. Nếu ta không phải là nữ nhi của thiên đế và thiên hậu, thì sao thần thú hoang dã hung tàn như vậy lại có thể thần phục ta? Ta có chút tò mò về thân phận thực sự của mình. Ti mệnh cúi đầu uống rượu, lén nhìn ta. Chắc ti mệnh đã biết cây cỏ đuôi chó trong điện của ta chính là huyễn minh thảo sắc mặt của tê ngô giờ đã biến thành một bảng màu trông cực kỳ vui mắt tiệc sinh thần này coi như cũng khiến chúng tiên vui vẻ ngoại trừ tê ngô nửa sau buổi tiệc hắn chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu hắn sầu là vì đang nghĩ cách đi tới nơi tận cùng thiên địa để tìm huyễn minh thảo còn ta thì đang nghĩ cách để lấy lại hộ tâm giáp trước khi hắn xuất phát trên đó còn có hơi thở căn nguyên của ta nên có thể thần thú kia sẽ nhận nhầm hắn thành người một nhà mất tương khê dựa vào lòng thiên hậu nước mắt rưng rưng, khóc lóc kể lể biết bao sự tủi thân mà nàng ta phải chịu ở nhân gian, khiến cho thiên hậu hết sức đau lòng cho nữ nhi mới nhận này. Ba ngày sau của sinh thần, khi ti mệnh tới tìm ta, cũng là lúc ta đang thu dọn đồ đạc. Thương khê còn mang theo tiên hầu, nhanh như chớp đứng chắn trước cửa. Muội muội, thật xin lỗi, ta rời xa mẫu hậu đã lâu, nên giờ ta muốn báo hiếu với người, mà hiện tại chỉ có triều dương cung của muội là gần mẫu hậu nhất, cho nên ta lời nàng ta nói nghe có vẻ cực kỳ ái náy nhưng sự đắc ý trên mặt lại chẳng thèm che giấu trong mắt láo liên liếc nhìn đồ vật trong phòng một lượt không cần tỉ tỉ nói muội cũng đã nghĩ đến việc này mẫu hậu xa ngươi ngần ấy năm ngươi vừa trở về thì cũng nên bù đắp cho ngươi đồ vật nơi này của ta chắc cũng chẳng vừa mắt tỉ hơn nữa mẫu hậu cũng sẽ cho tỉ nhiều đồ tốt hơn đợi ta thu dọn xong tỉ có thể vào ở luôn nói đùa nơi này của ta vật nhỏ như chén trà cũng là pháp khí ngay cả thứ đang chiếu sáng trên đỉnh đầu kia cũng là dạ minh châu của Đông Hải. Ở bên kia, Ti Mệnh dựa vào cây cổ thụ, nhìn ta giống như tỷ hưu đang thu thập đồ đạc. Sắc mặt thương khê tái xanh. Lúc ta rời đi, ta và Ti Mệnh mỗi người mang một nửa đồ đạc trong cung. Thấy ta không có chỗ để đi, Ti Mệnh hảo tâm đưa ta về chỗ ở của hắn, tốt bụng cưu mang ta một thời gian. Ngươi thật sự muốn nhường chỗ kia cho nàng ta? Ti Mệnh không tin tưởng lên tiếng không cam lòng thì ta cũng phải nhường, huống hổ. Nàng ta mới là nữ nhi thân sinh của thiên hậu. Nói những lời này, lòng ta cũng hết sức hụt hẫng. Từ nhỏ thiên hậu đã vô cùng nghiêm khắc với ta, yêu cầu đối với ta cũng cực kỳ cao. Bà ta sủng ái ta là thật, nhưng sự sủng ái này chỉ dừng lại ở việc bồi dưỡng ta trở thành người kế nhiệm. Mà thiên đế từ trước tới nay đều xem thiên hậu là tất cả, bởi vì ông ta là thê nô. Hộ tâm giáp kia của ta. Ti mệnh gõ quạt, ta đã bảo ngươi rồi, đừng bao giờ đem hộ tâm giáp cho người ngoài, ngươi lại cứ không nghe, giờ đã thấy hậu quả chưa. Ti mệnh dừng một chút, hộ tâm giáp che chở tê ngô, giúp hắn thành công độ kiếp phi thăng. Tạm thời hắn còn chưa biết đó là nghịch lân của ngươi, chỉ coi đó là bảo vật tầm thường, làm thế nào để lấy về. Ta cắn chặt răng, bất cứ giá nào ta cũng phải lấy về. Nếu hắn đã có hôn thê rồi, thì lấy nghịch lân của ta làm quái gì nữa. Nếu hắn biết là nghịch lân của ngươi, Chắc chắn hắn sẽ giữ lại. Đại công chúa tân nhiệm sau khi kế thừa thần cách của ngươi sẽ phải chịu lôi kiếp. Chỉ cần có Nghịch Lân của ngươi, thì nàng ta còn gì phải lo lắng nữa. Nghịch Lân của ta phải cho vị hôn thê của hắn ta dùng một lần nữa ư? Ừ, việc này chắc chắn ta làm không được. Thương Khê nhu nhược, không có việc gì cũng khóc sướt mướt. Ta thấy nàng ta không giống rồng tí nào, cả người giống như được làm bằng nước thì đúng hơn. Hay là nàng ta là con gái của vị Long Vương nào đấy tư sinh mà ra. Từ ti mệnh, ta thấy được thân phận của thương khê ở nhân gian, nhìn qua cũng không tồi. Nàng ta là tiểu thư thế gia, nhưng mà nàng ta ở nhà của tỷ tỷ mình, lại gian díu với tỷ phu, sau đó chia rẽ bọn họ xong thì rời đi. Cuối cùng nàng ta lại trở thành phi tần. Ta giống như bị hóc xương cá, một lời khó nói hết, chăn chối nhìn ti mệnh, số mệnh này là do ngươi viết à. Ti mệnh ngại ngùng xoa tay, kịch bản có phải rất cháy không? Cốt truyện cầu huyết thăng hoa, ta căn cứ theo bản tính của nàng ta mà viết ra đấy. Rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Ngoại trừ lão hoàng đế sống không được bao lâu thì chít kia, có thể nói vận mệnh của thương khê là một bước lên trời. Vô cùng rực rỡ, nhưng cũng rất liều mạng. Nhìn không ra, đằng sau bộ dáng bạch liên hoa kia lại là một người tâm cơ như vậy. Ta rơi vào trầm tư. Đối với rồng mà nói, không có chỗ ở không phải là vấn đề ta chỉ cần tùy ý chọn một sơn động toàn xương khô, rồi đem hết bảo vật chân quý đổ lăn lóc vào đó là được. Ta hài lòng quét đuôi rồng, đem bảo vật đẩy sang một bên. Cỏ đuôi chó kia cũng chính là huyễn minh thảo mà người người nhà nhà đang cần, thì đang thoi thóp vì đổi môi trường sống. Phiến lá khô khốc cuốn lại, ta hái phiến lá khô khốc kia rồi vứt đi, nhìn tổng quan thì cũng tạm ổn. Ta suy nghĩ, phải đem nghịch lân trở về mới yên tâm được. Ta chọn một ngày lành đem huyễn minh thảo héo queo trở lại thiên giới. Nhiều ngày chưa về, một ít người bạn cũ ngạc nhiên nhìn ta. Đại, nhị công chúa đã trở lại rồi à? Ta gật đầu, cũng chỉ mới hơn một tháng không gặp, sao mọi người nhìn ta kích động với tò mò vậy? Từ trong đám người, ti mệnh bước ra, kéo lấy tay ta, ngươi trở về làm gì? Cứu tê ngô à? Cứu hắn? Hắn bị sao vậy? Ta vô cùng khó hiểu. Ti mệnh nhẹ nhàng thở ra, kéo ta đi chỗ khác, rồi lải nhải nói, ta còn tưởng ngươi biết tin, đầu óc có vấn đề liền chạy lon ton về cứu tỷ phu chứ, không phải thì tốt, nhanh chạy đi. Muội muội, một tiếng kêu mềm mại vang lên từ phía sau. Sắc mặt Ti Mệnh cứng đờ, lẩm bẩm nói, đúng là xui xẻo. Muội muội tới cứu Tê Ngô đúng không? Tỷ tỷ biết mà. Tê Ngô đối tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa mà. Ta còn chưa nói câu nào đã bị thương khê lôi lôi kéo kéo, Nàng ta khóc sứt mướt, lại nhảy như thể đang cảm ơn việc ta chắc chắn sẽ cứu mạng Tê Ngô. Nhưng mà, xin lỗi, Tê Ngô có ơn gì với ta? Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết Tê Ngô có ơn gì với ta hết luôn á. À? Chẳng lẽ là cái chuyện lúc ta lấy dạ Minh Châu của Đông Hải Long Vương, người ta tìm tới cửa, thì hắn khuyên ta nhanh nhanh chạy ra nhận lỗi? Hay là lúc ta dâng cho hắn bình rượu quý của cửu Nguyên Tiên Quân, quay đầu lại thì hắn lại bán đứng ta? Nghĩ kiểu gì cũng chưa thấy có ơn góc nào luôn, ngược lại là hắn ăn của ta không biết bao nhiêu thứ tốt ha. Thương Khê nghẹn họng, nể tình trước đây muội cũng đã từng ái mộ tỷ phu của muội, cầu xin muội hãy cứu hắn. Ái mộ tỷ phu, nàng ta vừa nói xong, chúng tiên vây quanh đã bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt phán xét. Ti mệnh đứng ở phía sau, trợn tròn mắt. Ta có chút đau đầu, chuyện như thế nào còn chưa biết, thì đã bị lôi lôi kéo kéo, rồi còn bị úp cho cái nồi để đội tỷ tỷ không nên nói bậy, đối với ta mà nói, tình cảm với tê ngô thúc thúc chỉ là tình cảm của tiểu bối dành cho trưởng bối. Huống hồ, tỷ tỷ nói như vậy là đang làm bẩn tấm chân tình thúc thúc dành cho ngươi, nếu như hắn biết sẽ rất đau lòng đó. Ánh mắt chúng tiên lại chuyển tới trên người thương khê. Mặt nàng ta trắng ra, bàng hoàng vì đã nói sai. Dù sao thì đi bây giờ ta cũng không chạy trốn được, ta chỉ có thể hỏi ti mệnh xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu như hỏi thương khê, biết đâu nàng ta lại bảo ta đi vớt linh hồn của tê ngô cũng không chừng. Ti mệnh sượng chân nhìn thương khê đang chờ mong, cũng không có việc gì lớn. Chỉ là tê ngô tiên quân trên đường đi lấy huyễn minh thảo bị hàn băng ngàn năm thương tổn thần hồn, nên hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Bản thể của ngươi là cửu trảo kim long, vừa hay lại thuộc hỏa. Chỉ cần rút đi nửa số máu trong người người rồi độ cho hắn, cùng lắm thì ngươi suy yếu mấy vạn năm, dưỡng không được thì thôi. Dù sao mà nói thì mạng ngươi cũng không chân quý bằng tê ngô tiên quân nửa câu sau tim mệnh nói hết sức châm chọc và trào phúng, khiến cho mặt thương khê lúc xanh lúc đỏ. Hôn mê bất tỉnh à, cơ hội tốt nha. Ta giả vờ khó xử, nắm lấy tay thương khê, tỉ tỉ, tê ngô thúc thúc có thể vì ngươi mà làm tới mức như này, ta rất cảm động. Ta cũng muốn đem nửa số máu cho thúc thúc, chỉ là. Thương khê gấp gáp hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là, nếu ta độ cho tê ngô nửa số máu, thân phách của ta phải chờ thêm vạn năm chờ khi ta dưỡng tốt thì mới có thể đưa cho tỷ tỷ. Muốn ta cứu Tê Ngô, vậy ngươi ngoan ngoãn quay về nhân gian thêm vài vạn năm, sau đó đầu thai thêm vài đời thì mới thành tiên được. Mấy vạn năm này cũng khó đảm bảo được Tê Ngô có thay lòng hay không. Mà ta sớm chiều đều ở chung với Tê Ngô trên thiên giới, lỡ hắn thay lòng thì sao? Tuy rằng ta rất khinh thường. Vừa muốn thần cách của ta, lại muốn rút đi nửa số máu của ta, trừ khi ta không muốn sống nữa. Hơn nữa, nếu muốn ta đưa thần cách cho nàng ta, tên ngô lại đang hôn mê thì ai sẽ lấy huyễn minh thảo cho nàng ta? Hai lựa chọn ta đưa ra, dù có kết quả như nào, đều là do nàng ta quyết định. Ti mệnh cười tới mất nhân tính, hắn và chúng tiên đều đang nhìn xem thương khê sẽ chọn như thế nào. Thương khê run rẩy, gian nan lựa chọn. Thực ra còn có một cách khác, đó là dùng huyễn minh thảo để ổn định thần hồn tên ngô, ít nhất cũng có thể đánh thức hắn. Muội muội, ngươi vào thăm tên ngô trước đi, hắn, Thương Khê khôn ngoan không lựa chọn ngay. Nàng ta còn mong chờ sau khi ta thấy Tê Ngô sẽ nể tình nghĩa trước đây mà cứu hắn. Ta sảng khoái đồng ý, có thể nhìn Tê Ngô chật vật, ta cũng rất thích. Sau khi ta phá trứng đến nay, đây là lần đầu tiên ta thấy Tê Ngô yếu ớt như vậy. Nếu không phải lồ ng ngực hắn còn phập phồng, ta còn tưởng hắn đã trầu trời rồi. Muội muội, Tê Ngô vốn là một vị thần kiêu ngạo, hiện tại lại thành ra thế này. Nếu không phải tại ta, hắn sẽ không thì là tại ngươi mà. Cho nên vì cái yêu hận tình thù mà các ngươi còn muốn dẫm lên ta để lót đường hả? Ta quay mặt sang chỗ khác, rồi hoảng hốt hét lên, chỉ sườn eo hắn. Đây không phải là đồ ta đưa cho tên ngô thúc thúc ư, sao thúc thúc còn mang theo? Kim quang từ nghịch lân lấp lánh trên vạt áo hắn. Thương khê cứng đờ, ánh mắt ghen ghét, lạnh lùng trả lời, thật à? Đương nhiên, trước khi tên ngô thúc thúc lịch kiếp, ta có tặng cho hắn. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng có thể phù hộ hắn thành công lịch kiếp để sớm ngày quay về cưới. Ta giống như ý thức được quan hệ giữa Thương Khê và Tê Ngô, vội vàng che miệng, thật xin lỗi, tỷ tỷ. Do trước đây Tê Ngô đối xử rất tốt với ta, khối ngọc bội này cũng đã phù hộ hắn bình an quay về. Thương Khê chịu không nổi nữa, liền kéo nghịch lân xuống, đồ của muội thì muội vẫn nên lấy lại đi. Miễn cho người khác hiểu lầm muội đối với tỷ phu của mình vẫn còn tình cảm. Ta xấu hổ cầm khối nghịch lân, trên mặt lộ ra vẻ ái náy, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ ngoe nguẩy đuôi rồng. Thế mà ta có thể lấy lại nghịch lân dễ dàng như vậy. Nếu tê ngô tỉnh lại, phát hiện nghịch lân đã bị thương khê trả lại cho ta, không biết hắn có tức tới mức bất tỉnh lần nữa hay không. Ta còn đang định trở về, có huyễn minh thảo trong tay, ngày mai ta sẽ đem chồng trước sơn động, không biết có nở hoa hay không nữa. Mộc Uẩn, ngươi cũng ở đây sao? Thiên hậu chậm rãi đi đến, vui mừng nhìn ta. Mẫu hậu, ta mất máy vài lần mới nói được. Ngươi cũng tới thăm tỷ phu ngươi sao? Đáng tiếc. Thiên hậu thở dài, đau lòng an ủi thương khê đang nức nở. Khóe miệng ta giật giật, trong lòng hơi đau nhói. Ta rời đi lâu như thế cũng không thấy bà ta phái người đi tìm ta. Nhưng tên ngô vừa nằm xuống, thì bà ta đã vội vàng tới an ủi nữ nhi thân sinh. Nói cho cùng, cũng là do tên ngô đi lấy huyễn minh thảo nhưng không thu hoạch được gì, giờ còn bị thương, nên thiên hậu cũng đang buồn vì không thể bầu bạn bên người nữ nhi lâu hơn. Mẫu hậu, chỉ trách nữ nhi không may mắn, tên ngô không lấy được nguyễn minh thảo lại còn bị thương. Nữ nhi chỉ sợ là không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu hậu lâu hơn, nữ nhi bất hiếu. Ánh mắt thiên hậu không đành lòng, ôm thương khê than thở, thấy ta vẫn thờ ơ đứng đó, bà ta liền thấy bất mãn, mộc uẩn, huyễn minh thảo này ngươi lấy giúp tỷ tỷ ngươi đi. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đến tận bây giờ, nỗi đau khi vảy rồng bị tách ra từng tầng vẫn còn khắc sâu trên cơ thể ta, đến nỗi, mỗi một lần nhớ lại, ta đều đau đớn run người. Nếu không phải thần thú thấy bản thể của ta, chắc ta cũng sẽ không chịu được đến lúc lấy huyễn minh thảo. Mẫu hậu, thần lực của ta còn không bằng Tê ngô, hắn vừa đi đã trọng thương, nếu ta đi thì. Ta còn chưa nói xong đã bị thương khê cắt ngang, mẫu hậu, người đừng ép muội muội hãy để nữ nhi quay lại trần gian. Âu cũng là có duyên nhưng không phận, sau này vẫn nên để muội muội tận hiếu với người vậy. Mộc Uẩn, Thiên Hậu hét lên, còn mang theo sự giận dữ. Mặt ta tái nhợt, khi bà ta càng không hài lòng việc gì thì đều sẽ muốn kiểm soát việc đó hơn, giống như hiện tại. Mẫu Hậu, nếu ta xảy ra chuyện, sẽ không. Thiên Hậu dụ dỗ, ôn nhu nói, Mẫu Hậu sẽ sử dụng mọi biện pháp để cứu ngươi. Mẫu Hậu bảo đảm. Biện pháp gì đây mới được cơ chứ, nếu có thì bây giờ bà ta đã cứu vị hôn phu của nữ nhi bà ta rồi, làm gì còn có chuyện bắt ta đi lấy huyễn minh thảo. Muội muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi hãy cứu tê ngô, ta có thể không cần huyễn minh thảo, không cần thần cách. Chỉ cần ngươi cứu được tê ngô, ta cam tâm tình nguyện trở về trần gian, từ nay về sau không đặt chân lên thiên giới nửa bước. Cũng sẽ không tranh giành tình cảm của mẫu hậu với ngươi nữa. Thương khê, không cần phải nói nữa, ngươi không cần trở về trần gian, trưởng công chúa thiên giới là kẻ bế nghĩa tam giới, về phần những loại kiến hôi đó, chỉ làm bẩn huyết thống của ngươi mà thôi. Thiên hậu nghi ngờ ta do dự là vì còn có tâm tư gây rối với tên ngô, hơn nữa còn muốn độc chiếm vị trí trưởng công chúa của thiên giới. Bà ta tức giận mắng, mộc uẩn, nếu không phải ta thu nhận ngươi, thì ta với thương khê sẽ không phải chia cách lâu như vậy. Lần này ngươi đi lấy huyễn minh thảo, cũng coi như là tận nghĩa với ta. Cũng xem như ta đã không phải nuôi một con sói mắt trắng. Mẫu hậu, Ta đi, ta nhắm hai mắt, thở ra một hơi. Thiên Hậu đối với ta tuy có công nuôi dưỡng, mặc dù chỉ là nuôi thả, nhưng dù gì cũng có một tia thân duyên. Lần này, xem như ta hoàn toàn buông bỏ được rồi. Tỷ tỷ, trước khi đi ta đến, ta không biết tê ngô trọng thương. Bảo vật này, xem như là tâm ý của ta, mong là sẽ có ích với hắn. Ta đặt Huyễn Minh thảo lên bàn, không nói thêm lời nào, rời đi. Phía sau vọng lại lời an ủi của Thiên Hậu chỉ mới nhận lại nhau mấy ngày mà đã có thể thân thiết như vậy, không biết là do huyết thống hay là. Ta trở về động phủ, phần lớn thời gian đều thẫn thờ. Tình cảm ban đầu đối với thiên hậu, nay đã hoàn toàn biến thành sự thất vọng. Ti mệnh kéo ta dậy từ trong đống kỳ chân dị bảo, còn ta thì đang mơ thấy bản thân cự tuyệt lời cầu hôn của tê ngô. Mộc ẩn, ngươi còn định ngủ tới khi nào? Tấm chân tình của ngươi đều bị bọn họ xem thành lòng lang dạ thú rồi. Thương khê biến huyễn minh thảo thành mảnh vụn rồi ném vào thiên hà, hiện tại chẳng thấy một dấu vết nào nữa. Ti mệnh nghiến răng nghiến lợi, nước miếng phun hết lên mặt ta. Là Mỹ Nam của tam giới, sau lưng lại nói nhiều như vậy, nếu tiên nữ ngưỡng mộ ti mệnh mà biết được, không biết sẽ thất vọng thế nào đây. Ta chắn nản nói, mất thì mất thôi, vốn dĩ ta cũng chỉ tùy tiện đưa cho nàng ta, cũng chẳng bằng mấy khối bạc vụn. Nhưng mà ngươi chăm đắng ngàn cay. Thôi, lúc ta vui, ta có thể xem nó là bảo vật. Ta không vui, thì nó cũng chỉ là một cây cỏ dại mà thôi. Ti mệnh thấy ta ủi oải không vui, do dự một lúc lâu mới lên tiếng. Thật ra trước đây thiên đế và thiên hậu không phải chủ nhân của thiên giới, bởi vì còn có huynh trưởng của thiên đế cạnh tranh. Hắn ta là ngũ trỏ hắc long, nếu so với thiên đế thì còn cường đại hơn nhiều. Hai huynh đệ hắn ta đều muốn cưới thiên hậu. Nhưng không biết tại sao, sau trận chiến, thiên hậu lại gả cho thiên đế, rồi sinh ra thương khê. Ti mệnh ngừng một lát rồi nói tiếp. Nói đúng hơn là thương khê ra đời sau khi trận chiến kết thúc không lâu, lúc thiên đế mới đăng cơ, ma giới còn nhân cơ hội quấy nhiễu. Thần, ma đại chiến, thời khắc mấu chốt như này có ai lại đi sinh hài tử cơ chứ? Ta đã lờ mờ suy đoán ra được chân tướng, nhưng vẫn chưa chắc chắn thiên hậu sinh hài tử ở đâu. Biển La Sát ở U Minh giới, nơi đó vô cùng nguy hiểm, có giao nhân hung mãnh, còn có cả sóng ngầm, nếu không để ý, chắc chắn sẽ bị cuốn vào vực sâu lúc thương khê ra đời trời dáng điểm lành ánh sáng chiếu đến nơi nào ma binh mất hết sức lực ở nơi đó cho nên trận chiến nguy hiểm kia từ hai bên đánh nhau lại biến thành một bên hoàn toàn nghiền nát đối phương thương khê có năng lực lớn như vậy sao ta có chút nghi ngờ ti mệnh nói chuyện này thật ra cũng không xác định được bởi vì trên đại điện thần hồn nàng ta vô cùng yếu ớt ta muốn đến đó xem thử ngươi có biết vị trí chỗ đó không sắc mặt ti mệnh thay đổi Chỗ kia muốn mạng của ngươi, ngươi mà đi thì chỉ có nước chịu chết. Nếu vận mệnh đã an bài như vậy thì ta đành chịu, nhưng mà ta cảm thấy chỗ kia sẽ không muốn mạng của ta. Ti mệnh nói cho ta nơi đó là biển La Sát. Nghe xong, ta nhanh chóng rời đi. Biển La Sát không thấy được ánh mặt trời, khắp nơi đều là bầu trời đen kịt. Mặt biển nhấp nhô giống như mãnh thú đang ngủ đông, khiến cho bất kỳ ai đến đây đều hít thở không thông. Ta định thi triển pháp thuật tránh nước biển, nhưng không ngờ nước biển lại tự tách ra hai bên, biến thành một hành lang sâu thẳm trước mặt ta. Ta vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, mà lại cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như ở đây có điều gì đó đang vẫy gọi ta. Đi vào sâu bên trong, ta thấy một cái huyết động, có phần giống động xương khô ta đang ở. Vừa mới đi vào bên trong, ánh sáng trói lóa chiếu dọi bốn bức tường, trói tới mức khiến ta phải nhắm chặt mắt lại. Sau khi luồng ánh sáng biến mất, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Ký ức trở lại, nơi này là động phủ mà ta đã ở mấy vạn năm. Vốn dĩ ta là cửu trảo kim long duy nhất của Long tộc, cũng là cổ thần duy nhất còn tồn tại. Lúc lịch kiếp, ta bị thiên đạo áp chế, bất đắc dĩ phải trở về căn nguyên là một quả trứng. Vốn dĩ ta ở chỗ này tĩnh dưỡng, nhưng sau đó lại bị Thiên hậu quấy rối. Thiên hậu vì tránh né ma quân truy lùng, đánh bậy đánh bạ lại vào được chỗ này, sinh hạ một quả trứng có hoa văn màu đen. Bà ta vốn dĩ muốn đánh nát quả trứng kia nhưng vô tình nó lại được ta bảo hộ. Cùng lúc đó, bà ta phát hiện ra sự tồn tại của ta, thấy vỏ trứng được bao phủ kim quang lấp lánh, thỉnh thoảng còn phát ra thần lực hỗn độn của thiên địa cho nên. Thiên hậu đổi hai quả trứng, sử dụng máu đầu tim nhỏ lên vỏ trứng của ta, để ta cùng bà ta có quan hệ huyết thống. Cũng chính giọt máu này đã kết thúc những năm tháng tĩnh dưỡng của ta, cưỡng chế bắt ta xuất thế. Cho nên mới có việc trời giáng điểm lành, kỳ chân dị thú bay khắp trời. Tu luyện bị gián đoạn, ký ức bị phá vỡ, tất cả những điều xảy ra trong quá khứ đều bị che lấp. Ta thậm chí đã quên mất bản thân là ai, lúc đó chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt rất thân thiết với ta. Thiên hậu không những mang ta đi, mà còn cướp đoạt hết số bảo vật ta tích góp mấy vạn năm. Hiện tại động phủ rỗng tuyết chỉ còn lại bốn bức tường trống không. Ta cười lạnh, thiên hậu cướp của ta, mà còn bình thản làm mẫu thân ta mấy vạn năm. Hiện tại còn muốn lấy thần cách của ta để đưa cho nữ nhi bà ta từng vứt bỏ. Nữ nhân có thể bạc tình như bà ta đúng là hiếm thấy. Ta nhớ Ti Mệnh từng nói rằng huynh trưởng của Thiên Đế là Ngũ Trảo Hắc Long, mà vỏ trứng của Thương Khê cũng có hoa văn màu đen. Không biết cơ duyên gì mà nàng ta lại lưu lạc tới Trần Gian, gặp tên Ngô đang lịch kiếp, rồi sau đó bọn họ lại ở bên nhau. Thiên Đế đối với ta vô cùng sủng ái, có lẽ là trời sinh Ngũ Trảo Kim Long đều muốn thân cận với Cửu Trảo Kim Long. Thiên Đế luôn cho phép ta làm sằng làm bậy. Nhưng mà nghĩ đến việc từ sau sinh thần của Thiên Hậu, thiên đế vẫn chưa hề lộ diện sắc mặt ta trầm xuống ra khỏi biển la sát không ngờ lại thấy ti mệnh đang chờ ta ở giao lộ thấy ta đi ra sắc mặt cung kính nói chúc mừng đã lấy lại được tất cả những gì thuộc về ti mệnh không biết nên gọi ta thế nào gọi là nhị công chúa thì lại không xứng với ta gọi tên thật của ta thì lại không dám hơn nữa tên kia cũng không phải tên thật của ta mà là thiên hậu đặt cho ta cứ gọi là mộc uẩn đi tên cũng chỉ là một cách gọi thôi Tên thật, ta cũng đã quên rồi. Đã lâu lắm rồi chưa từng có người gọi tên của ta, gọi nhiều nhất chắc là Tôn thượng. Ta tên là gì nhỉ? Ta nghiêng đầu suy nghĩ, à, Lê Xuyên. Ngươi sao vậy? Cô nệ thật sự, nếu thật lòng tôn kính ta thì nhanh đem mấy bình rượu ngon trên cây nguyệt quế đến hiếu kính ta đi. Ta hoài niệm liếm môi, mấy bình rượu kia ta đã muốn thử từ lâu, nhưng mà Ti Mệnh cũng rất keo kiệt, giữ vô cùng kỹ. Mặt Ti Mệnh xị xuống, đau đớn nói: ngươi lại muốn giật lông của ta. Ta chỉ có 5 bình, 300 năm trước đã bị ngươi trộm một bình dưa cho đồ không có lương tâm tê ngô kia rồi. Nhắc đến tê ngô, ti mệnh lại trầm ngâm, ngươi muốn xử lý thế nào? Xử lý thế nào à? Ta nhìn mặt biển lặng sóng, huyệt động của ta trống trơn, lòng ta đau nhói. Đương nhiên là có thủ báo thủ, có oan báo oán. Ti mệnh hả hê, cây quạt trong tay lắc hàng say. Sau khi trở về, ta định trực tiếp đối đầu với thiên hậu, nhưng ti mệnh lại nói, Thương Khê có phải công chúa thật hay không còn chưa rõ, cho đến nay vẫn là danh không chính, ngôn không thuận. Bởi vì không có thần lực nên vẫn chỉ là một phàm nhân, chỉ dựa vào sủng ái của thiên hậu mà nhận được sự tôn kính, nhưng thiên hậu không phải lúc nào cũng có thể che chở cho nàng ta. Thiên giới này, từ trước tới nay đều lấy thực lực làm chủ, thực lực càng mạnh thì có thể được người người tôn kính. Đây cũng là lý do mà Tê Ngô rất tự tin khi từ hôn ta trong tiệc sinh thần của thiên hậu. Ti mệnh cũng từng nói, thiên đế và thiên hậu từng cãi nhau một trận, ý muốn đưa thương khê trở về trần gian để tu tiên. Chỉ là cơ hội để tu tiên giống như một giọt nước nhỏ bé trong một đại dương to lớn, mà thần cách lại là một con đường tắt. Tất nhiên thiên hậu và thương khê đều không muốn chờ thứ cơ hội mờ mịt này. Ta có chút chua sót, tuy nói thiên đế dễ mềm lòng, nhưng thật ra ông ta rất công bằng. Nếu không thì cũng không thể trở thành chủ nhân của thiên giới lâu như vậy được, vị trí kia cũng không phải chỉ dựa vào mỗi thực lực là làm được ông ta và ngươi cũng có một phần thân duyên ta sợ nếu không nói cho ngươi biết đến lúc ngươi ra tay quá nặng thì sẽ hối hận cho nên thiên đế không gặp ta là vì không biết nên đối mặt với nữ nhi giả này như thế nào ta yếu ớt lắc đuôi xem như là đáp lại ta định sẽ giải quyết nhanh gọn nhưng hiện tại phải suy nghĩ thật cẩn thận vốn dĩ ta còn đang đau đầu suy nghĩ thì thương khê đã kéo tay thiên hậu tìm đến động của ta ánh mắt nàng ta nhìn đống châu báu trong động trên mặt không thể kiềm chế được. Đáy mắt Thiên Hậu cũng nổi lên một tia ghen ghét, xem ra là cướp đồ ta tích góp mấy vạn năm chưa đủ, giờ nhìn số đồ ít ỏi này cũng muốn lấy về. Thực lực của ta đã khôi phục như ban đầu, xuyên qua thần hồn của Thương Khê, ta nhìn thấy bên trong đúng là có một chú rồng nhỏ, có phần giống với Thiên Hậu. Nhưng vì nàng ta đã ở trong động phủ của ta một thời gian dài, nên dính một ít hơi thở của ta. Hơn nữa, trước kia ta tiện tay dùng bùa hộ mệnh để bảo vệ trứng của nàng ta lại vô tình che lấp hoa văn màu đen trên thân rồng. Hèn gì nàng ta ở giữa bao nhiêu người như thế, tính cả thiên đế, mà vẫn chưa ai phát hiện ra sự thật. Ta trực tiếp hủy diệt hơi thở, thu hồi bùa hộ mệnh. Thương Khê thấy quanh thân lạnh lẽo, dùng mình một cái. Mộc Uẩn, ngươi có mang huyễn minh thảo về không? Huyễn minh thảo, ta ủy oải nằm trên lông bạch hổ, không phải là đã đưa cho ngươi sao? Ngươi đưa cho ta bao giờ? Thương Khê sửng sốt, hoảng loạn nhìn về phía thiên hậu. Mộc Uẩn, đừng đùa nữa, mau lấy huyễn minh thảo ra. Như vậy thương khê có thể ở lại thiên giới, nàng cùng với ngươi sẽ tiếp tục bầu bạn bên ta. Từ trước tới nay ta chưa từng muốn bỏ rơi ngươi. Thiên hậu đi đến bên ta, thân mật xoa đầu, chỉ là cái xoa đầu ấy lại không mang theo một chút cảm xúc gì. Ta nghiêng đầu, ngày đó ta đã đưa cho ngươi rồi, à, ta để trên bàn. Mặt thương khê đỏ bừng, giống như bị dẫm vào đuôi, ngươi cũng không nói đó là huyễn minh thảo, ta còn tưởng rằng. Không sao, chỉ cần tỷ tỷ còn giữ là được, dù sao cũng không ai dám trộm, đúng không tỷ tỷ? Ta liếc mắt nhìn, chỉ thấy thương khê lung lay sắp ngã, nàng ta cắn chặt môi, đến nỗi còn thấy cả tơ máu. Ngươi cố ý chơi ta, trong mắt nàng ta đều là lửa giận, giống như muốn đem hận ý thiêu rụi ta vậy. Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy thì lại oan ủng cho ta quá, dù sao thì ta cũng đã đưa huyễn minh thảo cho ngươi rồi. Rốt cuộc là sao? Thiên hậu cắt ngang. Thương khê ôm thiên hậu, khóc nức nở, mẫu hậu, muội muội có lẽ không muốn ta ở lại thiên giới, nên mới tùy ý vứt huyễn minh thảo cho ta, ta đã nhận. Nhưng lại vô tình nuôi chết rồi. Làm sao bây giờ? Mẫu hậu. Ta hứa ta sẽ không cướp đi tình cảm của mẫu hậu dành cho muội ấy. Chỉ cần mẫu hậu chia cho ta chút tình thương là ta mãn nguyện rồi, xem như là bù đắp cho ta nhiều năm không cảm nhận được tình thân. Ồ, là do ngươi nuôi chết, cho nên mới vứt vào ngân hà cho cá ăn. Cũng không biết con cá nào tốt số thế, tự nhiên lại có lộc ăn. Thiên hậu ôm thương khê, hận ý mãnh liệt, mộc uẩn, ta nuông chiều ngươi lâu như thế, thế nhưng không ngờ lại nuôi ra một kẻ bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Ta đã nói rồi, cả ngươi và thương khê, ta đều xem như con ruột. Ta đã nuông chiều một mình ngươi mấy vạn năm, hiện tại mới chỉ đau lòng thương khê một chút mà ngươi đã như thế này. Sớm biết như vậy, nếu không phải ta cầu xin thiên đế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở lại thiên giới làm càn thế này sao? Ta không muốn nghe mấy lời vo ve bên tai như này nữa, trực tiếp cắt ngang, bằng không thì bà định đánh ta à? Bước chân thiên hậu loạn trọng, trên mặt thoáng hốt hoảng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bà ta sợ ta lại nói thêm câu nữa, lập tức xoay người rời đi. Thương Khê thấy vậy cũng không thèm giả vờ nữa, dậm chân uy hiếp ta, nhanh đi tìm cây Huyễn Minh Thảo thứ hai cho ta. thì ta còn có thể xin mẫu hậu giữ ngươi lại, nếu không ta sẽ ném loại hàng giả như ngươi vào xúc sinh đạo. trên thế gian này heo xứng với ngươi nhất. heo à cũng tốt, xem ra nàng ta cũng đã tự mình lựa chọn từ lâu, chắc nàng ta cũng thích lắm. tỷ tỷ yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ đi tìm Huyễn Minh Thảo, ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi. ngươi cho rằng Huyễn Minh Thảo là cỏ đuôi chó, chỗ nào cũng có à? tốt nhất là ngươi nên thức thời như thế, chỗ châu báu đó, chắc là mẫu hậu cho ngươi đúng không? Ngươi ỷ vào thân phận của ta lấy đi không ít chỗ tốt nhỉ? Ta quay người rời đi, không muốn nói chuyện với nàng ta nữa. Thương Khê thấy không còn thú vị nữa, cũng lập tức rời đi. Hôm sau là chiều hội trăm năm một lần, chủ yếu là sứ thần giám thị động thái của ma giới bẩm báo. Thân ảnh ta đột ngột xuất hiện trên đại điện khiến cho mọi người tò mò. Bẩm phụ hoàng, thiên đế, ta đổi lời, Mộc Uẩn muốn nhân lần triều hội này, giải trừ thân phận nhị công chúa thiên giới, tự nguyện xuống trần gian, chịu khổ cực mà Thương Khê đã từng trải qua. Trên đại điện an tĩnh một lúc, sau đó lại ồn ào tiếng nghị luận. Mộc Uẩn, ngươi là nữ nhi của ta, thân duyên cũng không chỉ dựa vào huyết mạch, lâu ngày ở chung, vị trí nhị công chúa của ngươi, ai cũng không thể cướp đi. Ngữ khí thiên đế không kìm được sự phẫn nộ, giống như tức giận vì ta tự ý đưa ra quyết định. Nếu như thế thì tại sao ông không tới thăm ta, vì sao không phái người tới an ủi ta thân duyên giữa cha mẹ và con cái đầu tiên là huyết thống sau đó mới là sự nuôi dưỡng mà ta trực tiếp bỏ qua huyết thống nên thân duyên mới không ổn mộc ẩn ngươi đừng quấy rối nữa đây là triều hội có chuyện gì thì có thể nói sau thiên hậu giả vờ như đang khuyên giải một đứa trẻ không hiểu chuyện còn thương khê ở một bên lại kéo ống tay bà ta nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn xuống trần gian nếm chịu khổ cực vậy thì ngươi đem thần cách và thần cốt cho thương khê đi như vậy thì Thương Khê cũng không cần Huyễn Minh Thảo thì cũng có thể thay ngươi ở thiên giới báo hiếu. Nếu sau này khi ngươi trở về, ta sẽ kêu Thương Khê trả lại cho ngươi, hoặc khi đó chúng ta đã hái được Huyễn Minh Thảo, các ngươi khi đấy đều sẽ được ở bên cạnh ta. Suy tính của thiên hậu khiến cho cả đại điện khiếp sợ, bao gồm cả thiên đế. Mà hai người kia còn vì ý tưởng này mà vô cùng đắc ý. Thần cách của ta, nàng ta nuốt không nổi, thần cốt càng không dung hợp được. Ta nhìn ti mệnh đang âm thầm bảo ta cố lên không có khả năng nữ nhi của ta là ngũ trảo kim long là sự tồn tại cường đại nhất của thiên địa sao lại không dung hợp được ngươi cũng nói nàng ta là ngũ trảo mà ta lại là cửu trảo ta phóng thích thực lực đã được áp chế ra khắp đại điện ngươi thấy như vậy nàng ta có thể dung hợp được không nàng ta xứng sao thiên hậu cùng thiên đế đều bị áp chế chỉ có thể ngồi yên trên chỗ ngồi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thương khê thì bị ta ấn trên mặt đất khuôn mặt trắng nõn dán vào nền đất lạnh lẽo nhìn cực kỳ buồn cười. Ta có thể lựa chọn để phóng thích thực lực, cho nên trên đại điện chỉ có mỗi ti mệnh còn đứng. Ti mệnh nhìn xung quanh, cũng miễn cưỡng quỳ xuống. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên đế hỏi. Cửu trào kim long không phải là tổ tông của ngũ trào kim long sao? Ti mệnh khinh thường nói. Mọi người ngạc nhiên, chỉ có thiên hậu run run. Đáng sợ hơn là thần hồn thương khê cứ thế mà hiện hình. Chú rồng nhỏ có hoa văn màu đen tuy không nhiều đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao đại công chúa lại có hoa văn màu đen? Hoa văn này có chút quen mắt. Hà, đây không phải là huynh trưởng. Chúng tiên đều không quen việc thương khê dựa vào thân phận mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, nên bọn họ đều thỏa thích nói chuyện, không kiêng nể gì sắc mặt đế hậu. Mẫu thân, thanh âm của trẻ con vang lên ở lối vào đại điện một thân hình bé nhỏ mềm mại chạy vào sợ hãi nhìn về phía thương khê hơn nữa còn có một nam nhân tuấn tú cũng đi theo sau ta không quen ngươi không được gọi bừa thương khê dùng tay áo che mặt hoảng loạn kêu to sao ở đây lại có phàm nhân nữa quy củ thiên giới không có tác dụng gì à sao phàm nhân nào cũng có thể lên vậy quảng quân tiên tử cầm phất trần trong tay muốn tiến lên đánh thì lại bị tiếng hét gọi lại dừng tay là thương khê chúng tiên đều nhìn về phía nàng ta lúc này nàng ta mới phát hiện là bản thân đã lộ tẩy xin hỏi đại công chúa hai phàm nhân này là ai quảng quân tiên tử hung hăng nói đây ánh mắt nàng ta lập lòe thiên đế hoàn toàn thất vọng vẻ mặt thiên hậu dường như đã biết trước mấy sự kiện lúc nãy đã khiến thiên đế mệt mỏi mẫu thân là con đây người bảo đưa con và phụ thân lên thiên giới làm tiểu hoàng tôn nhưng mà tại sao trên đường đi không có ai hành lễ với phụ thân tiểu cô nương lớn lên khả ái, nhưng lời nói lại khiến người ta khiếp sợ. Đây là sự thật. Một âm thanh suy yếu vang lên. Ti mệnh đắc ý gật đầu. Trước hôm chiều hội vài ngày, ti mệnh liền lấy lá khô của huyễn minh thảo lúc trước bị ta hái xuống, rồi đút cho tê ngô. Mặc dù công dụng không bằng lúc sử dụng nguyên cây, nhưng dù sao cũng đẩy nhanh tốc độ hồi phục để có thể xem được trò hai ngày hôm nay. Hai cha con này là ai? À, thật trùng hợp, Ta vô tình phát hiện trên cổ tay Thương Khê là vòng tay phàm nhân làm ra, chỉ là đã được ngụy trang thành linh thạch của thiên giới. Ta sinh nghi, liên cùng Ti Mệnh ngồi xổm dưới góc tường mấy ngày. Ai mà ngờ, ba ngày nàng ta sắm vai vị hôn thê ân ái bên giường Tên Ngô, thế mà lại mang theo nam sủng cùng nữ nhi lúc còn cầm quyền ở Trần Gian đưa lên thiên giới. Dựa vào thân phận và tên tuổi của Tên Ngô và Thiên Hậu để cất giấu bọn họ ở tẩm điện của Tên Ngô. Trên đại điện, Ti Mệnh cố ý đến muộn, là vì nhân lúc lúc Tên Ngô chưa tỉnh. Cô ý ở dưới cửa sổ tầm điện tự biên tự diễn vài câu, nói rằng nhị công chúa đã hái được huyễn Minh thảo, ít ngày nữa sẽ chữa khỏi cho Tê Ngô, lúc đấy thì Tê Ngô sẽ cưới đại công chúa. Nam sủng kia đương nhiên sẽ không cam lòng chỉ làm một nam sủng, đã từng là người Thương Khê yêu thương nhất, chắc chắn sẽ có vài phần thủ đoạn, bằng không sẽ không thể nào khiến Thương Khê cam tâm tình nguyện sinh nữ nhi cho hắn ta được. Nàng, ánh mắt Thương Khê né tránh, ậm ừ vài tiếng. Nương tử Nam sủng kia dịu dàng lên tiếng. Hoang đường, thiên đế vung tay áo, sai người đem hai cha con kia kéo xuống, thiên hậu còn muốn cầu tình cho tương khê, lại bị ánh mắt thiên đế trấn áp. Ngươi cảm thấy ta có thể nhẫn nhịn để ngươi đội nón xanh cho ta vạn năm qua, rồi bây giờ lại cam chịu nhận nữ nhi ngoan của ngươi sao? Ánh mắt ông ta mang theo sự xin lỗi, nhìn về phía ta. Thiên hậu nổi nóng, thương khê dù gì cũng là nữ nhi của ta, còn mộc uẩn. Nàng ta lai lịch không rõ ràng, vì sao ngươi lại muốn nhận? Còn thương khê thì không. Tốt xấu gì thương khê cũng là huyết mạch bên dòng của ngươi. La lịch ta không rõ. Vậy ta cho ngươi thấy ta từ đâu tới? Ta vung tay lên, đem hồi ức ở biển La Sát, bao gồm cả việc thiên hậu hạ sinh chứng như thế nào, muốn đập nát nó ra sao, sau đó lại vô tình được ta cứu. Đến lúc ta bị lộ, rồi bà ta ép ta nhận máu rồi xuất thế, mọi người đều nhìn thấy. Thương khê ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và cam hận. Thiên hậu muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Đúng rồi, Thiên đế, đồ trong động phủ ở biển La Sát của ta mong sẽ sớm ngày trả lại. Dù gì thì lai lịch của ta cũng không rõ, nên đồ của ta cũng là lai lịch không rõ. Chắc Thiên hậu cũng sẽ không để vào mắt mấy thứ lai lịch không rõ này đâu nhỉ. Ngữ khí của ta từ vãn bối đã biến thành nói chuyện với tiểu bối. Thiên đế xấu hổ, bất đắc dĩ gật đầu, Thiên hậu còn muốn phản bác, đã bị Thiên đế thi triển pháp thuật bịt miệng lại ta truyền tin cho ti mệnh ở lại giúp ta lấy đồ, còn ta thì chuẩn bị nhảy chu tiên đài. Gió thổi kịch liệt, chu tiên đài là nơi phạt chúng tiên có tội. Nhưng ta là thượng thần, trận gió này đối với ta cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Thật ra trần gian ấm áp hơn thiên giới rất nhiều. Ta ngại việc thiên đế không biết đối mặt với ta thế nào, rồi thiên hậu lại tiếp tục dây dưa với ta, nên ta trực tiếp nhảy xuống. Cho đến 500 năm sau, ta thấy thương khê trong một hộ nông dân nghèo. Nàng ta cong eo, hét bắt đàn heo ăn. Bên trong phòng là tên nam sủng kia, hắn ta đang ôm nữ nhi tựa vào cửa, nhanh lên một chút. Bà già lười biếng này, cả ngày chỉ biết lười biếng. Ta và nữ nhi đều đói bụng rồi, ngươi còn không nhanh lên thì tối nay ngủ ở chuồng heo đi. Thương Khê chậm chạp trả lời, nhưng tốc độ tay lại nhanh lên không ít. Ta thấy hơi khó hiểu, liền gọi ti mệnh đến giải thích cho ta. Ti mệnh hớn hở bảo, ngươi mới đi có mấy trăm năm mà đã quên thoại bản ta viết ra rồi hả? những bảo bối kia của ngươi, ngươi có còn muốn lấy lại nữa không? Ta muốn uống rượu của ngươi hơn. Thân hình ti mệnh cứng đờ, trịnh trọng hỏi ta, ngươi gọi ta tới có việc gì không? À ta chỉ tay về phía thương khê, sao nàng ta lại ở đây? Ti mệnh liếc qua, ra vẻ thần bí nói, ít nhất thì kiếp này nàng ta còn có thể đầu thai thành người, không phải nàng ta thích nam sủng này sao? Thế thì ta buộc bọn họ lại với nhau, cũng xem như là thỏa ước nguyện của nàng ta. Tê Ngô thì sao? Hắn buông xuống được à? Hắn không đến. Ti mệnh nhìn về phía cuối con đường. Đời này Tê Ngô đầu thai thành một tú tài thất thế là kẻ tài hoa nhưng lại luôn thất bại. Thương Khê coi hắn là cọng dơm cứu mạng, mong có thể dựa vào hắn để ra khỏi vũng bùn này. Đáng tiếc hắn vừa thấy bộ dạng này của Thương Khê liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Sau khi ngươi đi rồi thiên đế cho một nhà ba người kia vào xúc sinh đạo, làm heo hơn 400 năm kiếp này mới có thể thành người thiên đế cảm thấy như thế thì hơi quá bởi vì làm heo chỉ việc hết ăn rồi lại ngủ sau đó ông ấy để nàng ta thành người nếm đủ khổ ải thế gian tên ngô vì mang phàm nhân lên thiên giới nên cũng bị phạt đầu thai chung với bọn họ không phải bọn họ rất có duyên sao đoán xem cuối cùng là ai làm khổ ai không biết tim mệnh biến đâu ra một nắm hạt dưa rồi đưa cho ta thiên hậu mất đi sự sủng ái bị phạt làm cây ngô đồng đứng ở nơi tận cùng thế gian mà thiên hậu là hệ thủy mỗi lần phượng hoàng niết bài trọng sinh đều chọn tới cây ngô đồng tư mệnh run cầm cập nói cảm giác kia thật không dám tưởng tượng ta còn tưởng rằng lúc nghe xong thì có thể nói một tiếng tự làm tự chịu nhưng ta vẫn bị thiên đế làm cảm động có lẽ là ông ta ái náy với ta muốn ta quay lại thiên giới cũng không thể nói là ông ta hoàn toàn sai nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ ông ta sai ở thời điểm cho rằng thương khê là nữ nhi thân sinh đáy lòng có chút thiên vị nàng ta nên thời điểm đó ông ta mới không quan tâm đến ta ta lấy hạt dưa của ti mệnh rồi xua tay ngươi còn muốn ở lại đây mấy trăm năm nữa mới quay lại thiên giới vậy ti mệnh hỏi chờ đến ngày ngươi đào rượu lên rồi về hoàn chính văn